Bất động sản miền quê xin kính chào quý cô chú, quý anh chị, quý nhà đầu tư trong nước và ngoài nước. Hôm nay em sẽ quay với cô chú, quý anh chị, quý nhà đầu tư trong nước và ngoài nước xem một lô đất nền có diện tích là 463 m². Đây, diện tích mình đây. Thì mặt tiền trước của mình đó là 17 m từ cái ranh giới này qua ranh giới này. 17 m. Nhưng mà cái hậu nó còn có 12 mét mấy thôi nha quý anh chị, 12 mét mấy thôi. Nhưng mà chủ đất nói là cam kết với quý anh chị là cái hậu nó 14 m, tại vì giấy tờ xưa nó vậy thôi, thực sự là 14 m. Đó, là diện tích mình đo đủ 14 m, kéo ngang qua 14 m. Ở đây là 17 m. Thì tổng diện tích đó là 463 m². Đất này là đất full thổ cư. Nhưng mà chủ nhà hiện tại chưa lên thổ cư quý anh chị, mình muốn lên thì mình lên thôi. Không nhiêu tiền hết nha. Ở đây 100 mét thổ cư thì vài chục triệu thôi. Thì chủ đất bán là giá trị miếng đất này là hiện tại bây giờ là 700 triệu. Còn muốn anh chị muốn thổ cư thì mình sẽ lên cho quý anh chị luôn ha, nhận lên cho quý anh chị luôn. Không nhiêu tiền hết. Dạ. Thì trước mắt là như vậy. Giá này 700 triệu. Miếng đất này thì cách khu dân này khu dân cư rồi quý anh chị nha. Miếng này thì nó cách chợ Phú Hòa có 100 m à. Cách Bách Hóa Xanh chừng 200 m thôi. Hết sát bên chợ Phú Hòa là Bách Hóa Xanh ha. Miếng này sau lưng lòng chợ, khu này khu dân cư. Đất này đất tọa lạc ở xã Phú Hòa, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Thì từ vị trí đất của mình đi về thành phố Hồ Chí Minh là 110 km. Đi ra quốc lộ 20 là 6 km. Đi ra chợ Phú Hòa 100 m. Đi ra Bách Hóa Xanh 200 m. Đi về điện máy xanh Thế Giới Di Động 500 m. Đi về cây xăng Petrolium cũng 500 m. Đi về trung tâm hành chính xã, trường học cấp 1, cấp 2 1 km. Đi ra quốc lộ 20 là 6 km nha quý anh chị. Đi về hướng Đà Lạt là đi về hướng Đà Lạt là 180 km. Thì miếng đất mình xung quanh là khu dân cư, nhà ở hiện hữu thôi quý anh chị ha. Sau lưng mình cũng có nhà ở nè. Bên đây cũng nhà ở nè. Đất này đất khu dân cư quý anh chị ơi, đông đúc lắm. Sang sát luôn á. Thì bây giờ em sẽ chạy cho quý anh chị xem. Cái đường này thì tương lai đổ bê tông hết quý anh chị ha. Nông thôn mới mà. Giờ em chạy ra cho quý anh chị xem. Em chạy tới cái chợ á, chạy tới chợ. Rồi tới chợ rồi quý anh chị. Đây là chợ nè. Trong lòng chợ. Cái cổng sau. Cổng sau của chợ. Đó hướng đi vô. Đây cổng sau ha. Cổng trước trên đây, cổng trước thì nói gì mất quá xanh. Bây giờ em đi về hướng điện máy xanh với Thế Giới Di Động đang chuẩn bị xây dựng, là cây xăng Petrolium quý anh chị xem ha. Để em mới đi qua chợ rồi đó. Xanh nè, Thế Giới Di Động đang xây dựng.